Chào mừng bạn quay trở lại với kênh Họ Làm Phim và mình là Huy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện và trao đổi với nhau trong một chuyên mục mang tên Trà Đá Cinema. Trà Đá Cinema sẽ là chương trình mà mình sẽ giao lưu, trả lời các câu hỏi, các thắc mắc mà các bạn gửi tới kênh YouTube của Học Làm Phim cũng như group Facebook cùng Học Làm Phim. Và nếu các câu hỏi của các bạn có những vấn đề mà sẽ cần những người có chuyên môn cao hơn thì thậm chí chúng ta sẽ có thể có thêm các khách mời ở trong những số tiếp theo. Còn ở số đầu tiên ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời một số thắc mắc mà các bạn đã gửi tới thông qua channel YouTube ở phía dưới phần comment các video cũng như mục tin nhắn ở trên page Học Làm Phim và trong group Facebook của cùng Học Làm Phim của kênh Học Làm Phim. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Minh Lê. Bạn Minh Lê có hỏi là em tìm hiệu ứng âm thanh nhạc nền để chèn vào video ở đâu hả anh? Thì để trả lời cho câu hỏi này của bạn Minh Lê thì mình sẽ gợi ý cho bạn. Chúng ta sẽ có hai nguồn để có thể tìm nhạc nền và âm thanh hiệu ứng để chèn vào video. Đầu tiên sẽ là mình chia ra, đầu tiên sẽ là nguồn free và tiếp theo sẽ là nguồn trả phí. Thì với nguồn free thì các bạn có thể tìm ở những nguồn như là trong mục YouTube Studio thì cũng có kho nhạc nền YouTube cung cấp cho các nhà sáng tạo nội dung để chúng ta dùng làm nhạc nền âm thanh. Và ở trên nền tảng Facebook hiện nay thì cũng có mục Facebook Studio thì chúng ta cũng có thể sử dụng được tất cả các bài nhạc, các đoạn nhạc ở trong studio của Facebook hoặc là của YouTube. Tiếp theo các bạn có thể tìm những nguồn ở trên Google hoặc là trên YouTube với từ khóa là no copyright, tức là không bị bản quyền. Thì với từ khóa này các bạn có thể tìm được những file audio, file âm thanh mà được tác giả cho phép chúng ta có thể sử dụng thoải mái, không phải trả phí và cũng không lo ngại vấn đề bị dính bản quyền. Với những âm thanh hiệu ứng thì các bạn phải tìm những nguồn như là free sound hay là đại loại là chúng ta hãy tìm ở trên Google và YouTube với các từ khóa là free và no copyright. Thì các nguồn miễn phí này các bạn sẽ phải tìm hiểu thôi. Thì mình sẽ để đường link một số trang web, một số website mà mình đã tổng hợp được ở phía dưới phần mô tả của video này để các bạn có thể truy cập vào và tìm hiểu thêm. Với nguồn thứ hai là nguồn có phí, phải trả phí, thì chúng ta sẽ có một số nguồn như là Audio Jungle, Alice.io. Thì với những nguồn này thì đương nhiên rồi, các bạn sẽ phải trả phí, các bạn sẽ phải bỏ phí ra để có thể mua membership site hoặc mua đơn lẻ từng bản nhạc một tùy theo nội dung của những website đó họ cung cấp dịch vụ như thế nào. Tuy nhiên, để các bạn có thể tiếp cận được dễ hơn với những nguồn nhạc trả phí có chất lượng cao thì Học Làm Phim sẽ chia sẻ với các bạn những tài nguyên này mà chúng mình đã tổng hợp được, thu thập được cũng như kéo về được ở trên website hoclamphim.com. Các bạn có thể truy cập vào hoclamphim.com, click vào chuyên mục tài nguyên và ở đó thì có thể thỏa sức tìm kiếm những đoạn nhạc, những bài nhạc mà chúng mình đã chia sẻ và upload lên đó. Ngoài ra thì hoclamphim.com sẽ cũng là nơi mà chúng mình sẽ share rất nhiều tài nguyên liên quan đến Adobe Premiere Pro hay Adobe After Effects. Những template đã được dựng sẵn rồi và các bạn có thể hoàn toàn sử dụng một cách thoải mái. Thì đó là trả lời cho câu hỏi về âm thanh nhạc nền sử dụng trong video. Câu hỏi số 2 của bạn Hoàng Nguyễn. Ngoài máy tính ra có thể sử dụng điện thoại để dựng video được hay không? Thì đương nhiên rồi, ngoài máy tính ra các bạn có thể sử dụng bất cứ công cụ nào mà có phần mềm biên tập chỉnh sửa video. Thì ở trên điện thoại chúng ta cũng có rất nhiều phần mềm hỗ trợ biên tập chỉnh sửa video. Do đó bạn hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại để dựng được. Nếu các bạn đang băn khoăn, đang tìm hiểu hay không biết lựa chọn ứng dụng nào để biên tập chỉnh sửa video ở trên điện thoại thì ở kênh Học Làm Phim chúng mình cũng chia sẻ một số ứng dụng giúp cho chúng ta có thể biên tập chỉnh sửa video một cách dễ dàng, thuận tiện và nó cũng không kém phần chuyên nghiệp so với những ứng dụng trên máy tính đâu. Các bạn có thể click vào đường link mình sẽ để ở phía trên này hoặc là phía dưới phần mô tả. Sẽ có những ứng dụng như là Adobe Rush là một trong những ứng dụng dựng phim khá là chuyên nghiệp. Nó gần như là một phiên bản rút gọn của Adobe Premiere Pro mà các bạn có thể tham khảo. Bạn Mạnh Nguyễn cũng gửi tới mình một nội dung câu hỏi tương tự, đó là hiện em không có máy tính nhưng khi mò các app trên điện thoại thì đấy đa phần là những app ghép video thêm hiệu ứng một cách tự động, không theo được ý mình. Thì đó, các bạn có thể tham khảo về video hướng dẫn sử dụng Adobe Rush mình sẽ để ở phía trên này nhé.
bạn Hoa Hoàng có hỏi rằng làm sao để làm được đoạn intro sinh động như video nhỉ? Bạn có thể làm chia sẻ thêm cách làm các đoạn intro hấp dẫn cho video được hay không? Thì bạn Hoa thân mến, chúng ta hoàn toàn có thể làm được những đoạn intro sinh động như các nội dung video ở trên kênh Học Làm Phim bằng hai cách. Cách đầu tiên là các bạn sẽ tự lên ý tưởng, tự thực hiện. Có thể thực hiện với phần mềm Adobe Premiere Pro hoặc là với Adobe After Effects. Với Adobe After Effects thì chúng ta sẽ có thể thêm được nhiều hiệu ứng, nhiều có thể sáng tạo hơn cho đoạn intro đẹp mắt hơn. Nhưng với Premiere Pro thì các bạn cũng có thể làm được nó ở một phần nào đó. Tuy nhiên, để có thể làm được thì đương nhiên các bạn sẽ đòi hỏi cần phải có kỹ năng sử dụng hai ứng dụng, hai phần mềm mà mình kể trên. Đó là Adobe Premiere Pro và Adobe After Effects. Còn nếu như mà bạn chưa nắm được về cách sử dụng hai phần mềm này thì ở trên kênh Học Làm Phim chúng mình cũng chia sẻ những video hướng dẫn chi tiết từ A đến Z dành cho những người mới bắt đầu sử dụng hai ứng dụng, hai phần mềm này. Và cách số 2 sẽ đơn giản hơn. Đó là các bạn có thể truy cập vào website tài nguyên của Học Làm Phim tại địa chỉ hoclamphim.com, click vào thư mục tài nguyên để tải về những intro mà bọn mình đã tổng hợp được. Và với những loại intro này, các bạn chỉ cần download về, sau đó chúng ta sẽ vào chỉnh sửa một vài thao tác rất là cơ bản, rất dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Mình tin là như vậy. Từ đó thôi là các bạn đã có được những đoạn intro sinh động rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hoe Hoe Channel hỏi mình rằng đoạn intro ở đầu ắt làm như thế nào vậy? Đó, thì về cách làm intro thì mình đã trả lời cho cả bạn Hoa và bạn Hoe Hoe Channel là như vậy. Một câu hỏi tiếp theo là mình dùng Sony A6300 nên mua lens gì để vừa phục vụ và quay tốt? Chắc là ý bạn là để vừa chụp ảnh và quay tốt hả? Ok, với Sony A6300 thì mình thấy hiện nay đa phần khá nhiều bạn sử dụng Sony A6300 để quay video. Và bản thân mình thì mình cũng dùng Sony A6500 để quay chính video các bạn đang xem ở đây. Bởi vì những chiếc máy ảnh mirrorless của Sony thì hỗ trợ quay video cực tốt. Nếu bạn có nhu cầu vừa chụp ảnh vừa quay video thì mình nghĩ chiếc A6300 cũng là một lựa chọn khá là hợp lý. Tuy nhiên mình cũng cần phải nói thêm với bạn rằng A6300 thì chúng ta sẽ sử dụng tốt cho việc quay video hơn so với chụp ảnh trong cùng một tầm giá. Nếu các bạn nhu cầu của các bạn cần chụp ảnh nhiều hơn là quay thì các bạn có thể nghiên cứu những mẫu máy ảnh khác. Như vậy là trước khi mua máy ảnh ấy, thì mình nghĩ là các bạn cần xác định rõ mục tiêu của bạn sử dụng phục vụ cho mục đích gì. Và nếu bạn đã mua Sony A6300 rồi thì mình sẽ có một vài lựa chọn, một vài tư vấn về lens mà bạn có thể tham khảo. Thì đầu tiên bạn cũng cần phải xác định rõ là bạn sẽ cần sử dụng cho mục đích gì. Ví dụ các bạn cần sử dụng cho những event, sự kiện thì chúng ta nên sử dụng những lens đa dụng, lens zoom. Ví dụ chiếc lens zoom mà phổ biến nhất dành cho máy ảnh crop mirrorless của Sony đó là lens 18-105mm f/4.0. Đây là chiếc lens đa dụng có thể zoom từ tiêu cự 18mm cho đến 105mm ở trên hệ crop, thì nó sẽ tương đương với đâu đó khoảng 27 cho đến khoảng 130 trong khoảng đó so với full frame. Thì với lens này các bạn hoàn toàn phải chạy sự kiện khá là tốt, bởi vì chúng ta có được sự đa dụng. Và đặc biệt ở lens này khi lắp lên các thiết bị như là gimbal ấy thì các bạn sẽ không lo vấn đề bị lệch trục khi zoom, bởi vì nó zoom điện tử chứ nó không zoom cơ. Nếu nhu cầu của bạn chỉ là quay những video ở góc fix, quay những video cố định hay làm vlog như mình đang quay ở đây, thì chúng ta có thể sử dụng những lens như là 35mm f/1.8 để có được một tiêu cự tương đương với 50mm trên các thiết bị full frame như mình đang quay ở đây. Thì mình dùng ống kính 35mm f/1.8 thì sẽ cho chúng ta được một khẩu độ mở khá là lớn và sẽ có được những hình ảnh xóa phông, nó sẽ đậm chất cinematic. Nếu nhu cầu của bạn cần quay những hình ảnh góc rộng hơn, quay phong cảnh thì chúng ta có thể nghiên cứu về ống kính 10-18mm. Đây là một ống kính góc rộng dành cho hệ máy crop của Sony A6300, 6500. Thì đó là để trả lời cho câu hỏi của bạn về nên mua lens gì dành cho Sony A6300.
Tổng kết lại thì mình nghĩ rằng bạn vẫn nên xác định rõ nhu cầu của mình trước khi mua bất cứ thiết bị, là body hay là ống kính, thì chúng ta cũng đều phải hiểu rõ là mình sẽ sử dụng vào mục đích gì. Câu hỏi tiếp theo: trong video anh thu âm bằng mic nào vậy ạ? Trong những video ở trên channel của Học Làm Phim thì các bạn có thể thấy là mình đều thu âm bằng mic Rode. Đó là một mic shotgun. Nhưng với những video ngoài trời như thế này thì mình lại dùng một mic gắn không dây, gắn ở đây. Như các bạn có thể thấy thì việc thu âm bằng mic rất quan trọng, bởi ví dụ như chúng ta đang quay ngoài trời như này, rất nhiều tạp âm, rất nhiều âm thanh xung quanh. Và bởi vậy việc quay bằng những mic không dây như thế này sẽ giúp các bạn có thể có được chất lượng âm thanh tốt nhất. Trước kia ấy, thì mình thường dùng luôn âm thanh thu từ máy ảnh. Và các bạn sẽ gặp phải một vấn đề chẳng hạn như thế này. Camera mình đã đặt ở vị trí này rồi, thì đầu tiên với camera mình sẽ cần mở khẩu lớn hơn. Đó là sự khác biệt giữa dùng micro và không dùng micro. Thì mình thấy ở đây bạn cũng đã có quan tâm đến vấn đề là dùng micro nào để thu âm rồi. Thì micro thì sẽ có khá là nhiều loại, từ shotgun cho đến wireless gắn khuy áo như mình đang dùng, hoặc là chúng ta có thể dùng những thiết bị micro khác. Thì để trả lời cho câu hỏi của bạn thì rất đơn giản, mình chỉ trả lời là trong video mình sử dụng thường ở quay trong studio thì mình sẽ sử dụng các mic shotgun, nó sẽ có chất lượng âm thanh tốt hơn so với mic cài áo như thế này. Nhưng tuy nhiên khi quay ngoài trời thì khoảng cách quay nó khá xa, vì vậy mình sẽ phải sử dụng những mic cài áo như này thì sẽ không phải lo việc là sử dụng những cái boom quá dài, quá xa để kéo mic micro shotgun tới. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu cụ thể hơn về micro, về âm thanh thì kênh Học Làm Phim sẽ cũng có rất nhiều video sẽ chia sẻ và hướng dẫn với các bạn. Các bạn hãy đăng ký, ấn vào nút subscribe để đăng ký channel Học Làm Phim và bấm nút chuông bên cạnh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng mình. Và chúng mình sẽ liên tục chia sẻ những video về quay phim, dựng phim, làm phim và hướng dẫn sử dụng tất cả các thiết bị phụ kiện hỗ trợ để làm sao các bạn có được những đoạn phim, những đoạn video với chất lượng hình ảnh và âm thanh cao nhất, tốt nhất. Thì trong số đầu tiên của Trà Đá Cinema ngày hôm nay, mình đã trả lời một số câu hỏi, một số thắc mắc của các bạn rồi. Nếu các bạn có thêm câu hỏi hay thắc mắc gì khác thì đừng ngại ngần gì, hãy comment ở phía dưới video này. Mình sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ và có thể giải đáp cho những câu hỏi, của những thắc mắc đó của các bạn. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau lại trong số thứ 2 của Trà Đá Cinema ở trong video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.